Xin chào mọi người, trận đấu đã bắt đầu và trận đấu này lại lệch danh khá nhiều. 13 14 chơi với nhau. Đến sắp đến 14 rồi. Bản đồ này cũng khá là ngắn thôi. Xây dựng lên phía trên. Theo lệnh chính xác luôn. Resource container detected. The boost activated. Resource container detected. Resource container detected. Mình cứ tưởng lính của mình luôn. Resource container detected. Resources received. Resource container detected. Resources received. Resources received. Resource container detected. Resource container detected. Để ăn hộp của mình thật nhanh. Insufficient energy. Resources received. Construction complete. Resource container detected. Này lên cục ngàn hết. Resources received. Resource container detected. Place the building. Construction complete. Allied unit is under attack. Give me orders. Combat patrol. Còn khoảng tầm 15 giây nữa thì mình sẽ lên nhà cấp 4. Allied base is under attack. À không phải, lên nhà cấp 2. Và mình sẽ lên được thêm cái trung tâm cung cấp nữa. Thấy là địch đã vào xây sâu phía bên trong rồi. Construction complete. Place the building. Đã xây chiến thuật đánh nhanh đấy, đẩy nhanh chế độ ra vàng thôi, giờ hết item luôn rồi và không ra được thêm tiền nữa. Giờ hiện tại nick tài khoản của mình là đang bị âm âm như vẫn chơi được, vẫn đấu được nhưng mà đấu hạng đấu giải được. Hợp đồng mình đã hoàn thành hết rồi, bây giờ chỉ đánh để chiến thắng thôi.
lên nhà cấp 3 xong rồi sản xuất hàng loạt thôi. Đội sửa xe cấp 2 hết rồi. Trung tâm chỉ huy cấp 3 lâu. Sử dụng liên tục item cải thiện nguồn cung. Hiện tại thì đơn vị lính chưa có nhiều đâu, mình thêm một cái sửa máy bay nữa thì bắt đầu đánh theo đồng đội mình chính xác rồi. Thấy họ lên được máy bay 3 rồi. Và điều này rất là nguy hiểm khi họ lên được máy bay. Tấn công. Confirmed.
máy bay ba chậm một tí là không có quân ở nhà. Trận này thắng quá nhanh đi. Đồng đội chục con người mét, mấy con lính này đi luôn. Năm cho chúng tôi cung cấp ba sự C2 để liền phát ra thắng luôn. Sạch sẽ luôn, nhanh thật đấy. Có hơn 10 phút đã chiến thắng rồi.